Chào các bạn, bữa nay đưa cụ Hà Châu đây, dòng 47, đó đầu điều nghe, đó đẹp nè, thấy đó chưa, đây, qua xung quanh đó nè, đó là điều hết, đó điều quay xung quanh đó đấy, thấy không, dòng 47, đó là điều ba ấy đẹp hết. Đó tuyệt vời. Giờ quay tới khúc trên, thốt thân là 2m1 nghe không? Từ mặt đất lên tới chỗ cái đoạn bay đây là đo đúng 2m1. Đây, cái dáng bay nè, thấy chưa? Quay dáng bay khiếp không? Dáng bay nghe không? Cao tới ngay từ thốt thân là 2m1 xuống phần gốc nè, thấy không, chỗ đây nứt ba cốt chắc cỡ bằng ngón chân cái, đây lá nè, đấy bữa nay đưa cụ đây về nhà, anh em nào muốn thì Zalo với mình, số điện thoại 0383 136451, gặp Minh. Bây giờ đưa cụ về nhà bao bao lấy cái dáng bay, lấy hết giờ dáng luôn ạ. Thốt thân cái đoạn đây là nó 2m1 mà bây giờ mình lấy bay hết cỡ luôn, lấy bay hết cái từ cái chỗ mà thốt thân đây lấy lên đây là tới 60 phân nữa, 60-70 phân nữa, lấy cái thớ bay đấy, cái tàn bay thấy không, quay cho cụ thớ đó là đẹp hết, đó là rất tuyệt vời. Các bạn cứ liên hệ mình là 0383 136451, mình giao lưu một cây hai châu lá đây. Bây giờ là mình trước khi đào, rồi đào xong rồi mình cũng chụp tổng thớ một lần nữa. Bây giờ là quay trước khi đào nè, cho đỡ nói lá to lá nhỏ đồ, lá trung đồ mà lắm. Đấy, lá đấy, thấy lá chưa? Tàn thớ bay nè, đấy. Lấy cái cây đây chắc dài cỡ 3 mét. Dự tính thốt thân 2m1 mà trên đấy nữa, lấy lên nữa. Đớ đấm đồ quay lại lần nữa cho nó cụ thớ nè, đớ rất đẹp. Đớ nè, trước khi đào mình cũng phải làm một video để cho các bạn chiêm ngưỡng. Rồi bắt đầu mình mới đưa cụ đây lên bờ bó. Bên keo đồ chuẩn bị hết đây. Bên keo đồ này kia khác nào là chuẩn bị hết đây, đớ đẹp này nha. Đấy, thấy chưa? Đớ là rất điều. Đỡ y xì cho. Cái đỡ đâu nói cây không có đỡ cái đồ nữa. Thôi chào các bạn nha, giờ mình chụp expo nữa rồi bắt đầu mình tiến hành đào cụ lên.